Cách đây mấy phút thầy có nhận được thông báo ở trường là trường của chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ học một tuần nữa để tránh dịch bệnh. Chắc hẳn là chúng ta cũng đã nhận được rồi. Cảm giác của chúng ta như thế nào? Chắc hẳn là đối với đa số các bạn sẽ là vừa buồn vừa vui. Với phụ huynh thì đa phần là lo lắng. Tại vì sao? Bình thường chúng ta có 4 tiếng học buổi sáng, 4 tiếng học buổi chiều ở trường là 8 tiếng. Thời gian di chuyển 2 tiếng ở trên đường là 10. Có thể học thêm hoặc học ở nhà 3 tiếng nữa. Tổng cộng là 15 tiếng chúng ta ôm sách vở. Bây giờ không có 15 tiếng đấy nữa, chúng ta ở nhà hoàn toàn. Khủng hoảng, có vẻ sẽ là khủng hoảng. Bởi vì phụ huynh thì không biết quản con thế nào trong suốt 15 tiếng ấy. Đối với một số bạn không quen quản lý thời gian, không quen sắp xếp cuộc sống thì cũng rơi vào khủng hoảng, tại vì không biết làm gì cho hết 15 tiếng ấy. Thầy dành một vài phút để chia sẻ với chúng ta. Bởi vì nếu mà chỉ nghỉ một tuần như vừa rồi thì đến vào ngày mai là thứ 7 của tôi là hết. Chúng ta nghỉ chủ nhật để sức khỏe thứ 2 đi học. Nhưng vấn đề đặt ra bây giờ là thêm một tuần nữa thì chúng ta sẽ có 9 ngày liên tục nữa, mỗi ngày có 15 tiếng dư giải, chưa tính thời gian ngủ. Với những thời gian khác chúng ta sinh hoạt, vệ sinh, ăn uống, tắm rửa thì làm gì bây giờ? Chúng ta không nên tranh thủ cái cơ hội này để mà chơi mà xài. Bởi vì rốt cuộc thì hết 9 ngày chúng ta cũng sẽ phải đi học, và thậm chí nếu có thêm một tuần nữa thì chúng ta cũng vẫn sẽ phải đi học, chúng ta phải trở lại cuộc sống bình thường, chứ chúng ta không thể chơi mãi. Nên chúng ta đừng để mình cuốn theo cái sự đấy, cái điều đó, thì đến lúc chúng ta đi học trở lại chúng ta sẽ cảm thấy rất là sốc, chúng ta không quen, đôi khi chúng ta thất vọng, chúng ta không bắt nhịp được. Hãy tận dụng cái cơ hội này, đằng nào thì cũng được nghỉ rồi và chúng ta cũng phải nghỉ, không thay đổi được. Hãy tận dụng cái cơ hội này để mà thử thay đổi bản thân, sống cho nó khoa học hơn và có những cái khoảng thời gian để cảm nhận về cuộc sống nó tốt hơn. Cái điều mà đôi khi từ trước đến nay chúng ta chưa bao giờ có được, đúng là chưa bao giờ có được, bởi vì chúng ta chưa bao giờ được nghỉ Tết kéo dài như thế này, chúng ta cũng chưa bao giờ được nghỉ ở trường kéo dài như thế này, không tính là hè, hè thì nó có đặc trưng hơi khác. Bây giờ chúng ta nghỉ, chúng ta phải ở nhà và hạn chế ra ngoài, không đến chỗ xem phim, không tập trung đá bóng, không đến internet, không đến quán game, nói chung là không tập trung đông người, nên chúng ta có điều kiện khác. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để thay đổi bản thân như thế nào? Thầy nghĩ là hãy bắt đầu bằng việc duy trì thói quen, không cần dậy quá sớm từ 5 giờ hay 5 rưỡi như mọi lần chúng ta phải xe tuyến, nhưng chúng ta có thể dậy lúc 7 giờ hoặc 7 rưỡi, có thể sau bố mẹ một chút. Còn nếu bạn nào dậy cùng với bố mẹ đúng giờ bố mẹ đi làm thì càng tốt, chúng ta cũng sinh hoạt bình thường với bố mẹ như mọi lần. Thế sau đó thì làm gì? Chúng ta có thể ăn sáng một cách thoải mái, thong thả, nhâm nhi, rồi chúng ta hãy bắt tay vào học buổi sáng. Thì khuyên là chúng ta nên học sáng, chiều và tối đều đặn hàng ngày, mỗi ngày ít nhất 2 tiếng. Có như vậy thì chúng ta mới cảm thấy nó không bị quá áp lực và cũng không quá chán. Nếu mà chúng ta áp lực, chúng ta học một ngày 8 tiếng, 10 tiếng hoặc hơn, được 1, 2 ngày, 3 ngày chúng ta cảm thấy rất mệt. Còn nếu chúng ta chơi liên tục, chúng ta không học thế nào? Thực ra thì cũng không sung sướng gì và cũng không vui vẻ, không thoải mái, mà cũng không nên như thế. Sáng ngủ dậy bình thường thôi, đừng dậy quá muộn, ăn sáng xong học 2 tiếng. Nếu dậy 8 giờ thì học đến 10 giờ, dậy 7 giờ thì học đến 9 giờ. Còn thời gian làm gì? Ngày xưa chúng ta đi học chả bao giờ giúp bố mẹ lau nhà, dọn nhà, giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát. Bây giờ là lúc chúng ta thử lại cái việc đó, thử để thấy rằng mình có thể làm được,
và thử để thấy rằng ngày xưa những việc này bố mẹ vẫn phải làm hết, chúng ta đi học chúng ta có làm đâu. Sau khi có thể giúp bố mẹ rồi, dọn nhà, lau nhà, nấu cơm rửa bát, còn thời gian hoặc đợi bố mẹ về ăn trưa, nếu mà bố mẹ nào về nhà ăn cơm trưa, còn thời gian nữa chúng ta phải đọc sách. Đây cũng là lúc mà chúng ta lên thay đổi bản thân, chúng ta thử đọc sách xem. Đối với cá nhân của thầy thì thấy đọc sách vô cùng quan trọng, cực kỳ có ý nghĩa, nó giúp chúng ta thay đổi con người rất là nhiều, rất là nhanh. Bởi vì đọc sách là chúng ta đang được trò chuyện với những vĩ nhân, những người nổi tiếng, những người thành công, những người có cái nhìn sâu sắc. Mà nếu chúng ta không đọc sách thì chúng ta không có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với họ, không được nghe họ khuyên, không được nghe họ dẫn. Còn sách gì thì có thể sẽ dành ra để review chúng ta một vài cuốn sách. Và tất nhiên thì đã từng tặng cho chúng ta rồi. Sách gì? Hạt Từ Tâm. Đây là một quyển mà thầy rất muốn chúng ta đọc để chúng ta hiểu cái sự vất vả của bố mẹ là như thế nào, chúng ta cảm thấy yêu quý bố mẹ của mình hơn, biết ơn bố mẹ của mình hơn. Nhưng có thể chúng ta vẫn học chúng ta chưa đọc. Như thầy tặng rất nhiều bạn quyển này rồi. Quyển thứ hai chúng ta có thể đọc đó là quyển Thông Điệp Của Nước. Thầy cũng đã từng nói chuyện với một số bạn của một số nhóm, thầy có chia sẻ về quyển sách đó. Quyển thứ ba là quyển Bí Mật Của Luật Hấp Dẫn. Ta có thể mua quyển này trên Tiki. Bây giờ chúng ta không ra ngoài, chúng ta không đến hiệu sách, chúng ta đặt hàng ở trên Tiki, người ta sẽ giao cho mình. Đọc thử đi. Nó không dày đâu. Nó chỉ có gần 200 trang thôi. Mỗi ngày chúng ta đọc 1 giờ, 2 giờ, một tuần chúng ta sẽ đọc hết. Nó cực kỳ là hay. Và quyển nữa cũng có thể đọc được, đó là Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm. Đọc quyển này xong chúng ta cũng sẽ có cái cảm giác và sẽ có sự thay đổi trong suy nghĩ rằng chúng ta phải tiết kiệm thời gian, đừng lãng phí thời gian, đừng lãng phí nó vào những việc vô bổ. Chúng ta chơi game 5-6 tiếng một ngày, rốt cuộc sau này chúng ta làm được cái gì? Cái số mà chơi game xong rồi thành game thủ, xong rồi nổi tiếng trên thế giới, rồi ra tiền, rồi nuôi được bố mẹ, rồi thành công rồi này kia, nó cực kỳ ít. Chúng ta đừng nhìn vào cái điều đó mà chúng ta lại áp cho chúng ta. Thầy không cấm chúng ta chơi game trong giai đoạn này, bởi vì với 15 tiếng thư giãn thực sự là cũng khó mà có thể dùng cho nó hết. Chúng ta vẫn có thể chơi game nhưng hãy phân bố thời gian cho hợp lý. Hãy học sáng, chiều, tối, mỗi một buổi 2 tiếng, chia đều cho các môn. Chúng ta cứ hứng môn gì là học ở đó. Bài tập thì không thiếu, các thầy cô đều gửi, đều giao trong cái tuần này rất là đầy đủ. Thường thời gian thì đọc sách, thường thời gian thì giúp bố mẹ. Hãy thử thay đổi bản thân đi. Chúng ta sẽ thấy sau 9 ngày này có thể chúng ta sẽ thành một con người hoàn toàn khác. Và trong cái quyển Người Làm Châm, Bí Mật Của Tâm Dân có một cái câu rất là hay: tương lai của bạn được tạo nên bởi những điều bạn làm trong ngày hôm nay chứ không phải trong ngày mai. Chúng ta đừng ngồi chúng ta lên kế hoạch xong rồi chúng ta bỏ đấy, ngày mai chúng ta lại lên kế hoạch trong ngày kia chúng ta bỏ đấy. Chúng ta lên kế hoạch chúng ta phải làm và chúng ta phải thử thay đổi. Ngày hôm nay chúng ta phải làm cho tốt ngày hôm nay, ngày mai nó lại trở thành ngày hôm nay của ngày mai, chúng ta lại làm cho tốt, tức là chúng ta sống trọn vẹn từng ngày. Rồi gì nữa, có một câu cũng rất hay mà thầy có thể chia sẻ với chúng ta: chúng ta không thể trở thành người chúng ta muốn bằng cách cứ mãi là chúng ta. Thậm chí nếu chúng ta muốn sau này chúng ta được chơi game nhiều, hay bây giờ chúng ta được chơi game nhiều, chúng ta được chơi, được thoải mái, được sảng khoái, thì chúng ta cũng phải hoạt động, chúng ta phải lao động, chúng ta phải tích lũy kiến thức, chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải trở thành người như thế nào đấy để sau này chúng ta phải đạt được những cái ước mơ đấy. Chứ chỉ có ước mơ chơi không thôi thì tự dưng sau này nó không đạt được cái điều ấy đâu. Bây giờ chơi, sau này chúng ta không có điều kiện để chơi. Vì bây giờ chơi, sau này chúng ta sẽ vất vả, không có điều kiện để chơi. Chia sẻ với chúng ta vài điều và hy vọng chúng ta cũng không quá là
sinh sống không khoa học trong cái giai đoạn này, ngủ thì 11 giờ trưa mới dậy, ăn uống quá quýt xong lại cắm đầu vào bên, khiến cho bố mẹ lo lắng. Thực ra thì thầy vẫn hay nói với thằng này anh rằng làm cho bố mẹ lo lắng cũng chính là một biểu hiện của sự bất hiếu. Chúng ta cần phải thay đổi bản thân.